Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên này. Hello mọi người. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với hai cánh cửa rất là quen thuộc đây. Đó, ngày hôm nay sẽ làm gì đây thì thôi, chia team ra luôn nhỉ. Thì chắc là mình với cả thanh niên vanh một team đi. À, ngày hôm nay là liên quan màu đỏ đây, qua bên em bên màu này. Qua bên này, qua bên này. Đây, mình sẽ gọi là chui vào đây các bạn này. Ui. Đấy, ngày hôm nay các bạn thấy gì không? Ui, đây là cái này quen dã ma luôn này. Màu đỏ này là màu của vầy rồng lửa đấy. Ui giời, cái gì đấy? Mấy con rồng. Có gì thú vậy vậy? À, rồng, ui, mấy rồng. Ô, bạn ơi, ngày hôm nay là chúng ta sẽ tham gia cái cuộc chiến đạo vầy rồng các bạn. Đấy, cũng có thể là tiêu diệt rồng nữa. Thì ông thợ rèn là cho chúng ta cái cúp à. Ui. Ôi nào, cái này chắc mọc râu luôn quá. Mọc râu luôn à? Cứng lắm. Cứng lắm à? Vậy cứng lắm, lắm à? Nào, mọc râu rồi. Trời ơi. Đi kiếm kiếm gì đâu. Ôi giời, cái giết đồng đi. Kiếm laser. Ui. Cái này là lại phải cân cua bu chức năng rồi. Đúng rồi, giết đồng thôi. Không sao các bạn. Khổ, nói chung là bao nhiêu cái cuộc chiến rồi. Chỉ là khổ lúc đầu thôi, chúng ta sẽ phải cố gắng. À, đây là bờ lóc vảy rồng. Và một bờ lóc này chúng ta sẽ phân tách được ra. Nhưng Khang sao TB qua đây rồi. Đâu? Đây đây, nhà này nhà của tao ạ. Đi đâu nhà? À, nhà của mình, nhà kim cương, thanh niên, à đâu, emerald chứ. Trời ơi, đi nhầm. Cái này là bờ lóc và mọi người đào được một bờ lóc là phân tách được ra 9 vảy rồng nè. Ui, cũng nhanh mà. Ui, không lâu đâu. Diễn đồng bao nhiêu nhỉ? Trời ơi, thanh niên, chưa gì đã kêu ca rồi bạn ơi. Diễn đồng là được hai mạng, mà là hai mạng mình chết. Ui, thiên đã đòi giết rồng à? Cái cầm cúp giết rồng này đi. Chắc là tưởng ngon ăn các bạn ơi, rồng có phải là bình thường không? Ngon rồi, không ngon rồi. Anh có 15 khối rồi. Cái gì mà 15 khối? Nên một điêu bốc phép à? Ai một điêu. Anh nên đào mới được 4 khối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 khối. Okay, 15 phải. Khối là 15 khối của okay. Một lúc nữa. Okay. Tương lai, vẫn mới có rồi. Thế nha, làm nút chọn cái nào ta? Ở đây là kiểu cái cúp này thì... Ui. Cần 64, ui, hai sở tách thì mới được lên được cái cúp. Đâu, vứt đây, để nó phân tách ạ, nó nghĩ rằng để nó. Trời ơi, đâu, hai sở tách, ui, sắp đủ rồi, sẽ đào thêm mấy block ra là đủ nâng cấp lên cái cúp kim cương rồi đấy. Mình đoán là nó sẽ gọi là đào nhanh hơn, bởi vì mình thấy có hiệu ứng enchant đấy mà. Đấy, chín rồi, ngon ngay, còn thiếu. Giỏi là được cúp rồi. Cúp kim cương. À, mình đi nhanh phết nhở. Rồi cúp kia các thứ luôn. Xác xin mình vậy. Đây. Ok bạn ơi. Ui, vứt đây, núp đây, núp thiếu một xíu rồi. Đây, nốt cái này. Nốt này, nốt này. Ok. Ok bạn ơi, đây, mình có thể nâng cấp lên cúp kim cương rồi. Ngon ngay. Ok nha, bây giờ chúng ta đợi xem à. Cúp kim cương. Đợi núp đi. Thôi cũng đào nữa đó. Đợi cúp đổi xong. Ui, cái này nhanh hơn này, cái này nhanh hơn. Ui giời ơi. Tính ra là vanh đào xong một block thì mình sẽ đào xong 3 block. Nó gọi là x3 doanh số luôn đấy bạn ơi. Không, thực ra là 4 các bạn ơi. À, bây giờ 5 ấy. À, thực ra không phải đâu các bạn. Thực ra thanh niên vanh cứ đào xong một block đấy. À, nửa block ấy đang nghỉ. Khó chịu thật sự. Trời ơi, hiền. Ui, BBB lại dồn vào đấy. Đúng nghĩ rằng lại dồn vào được 2 stack vảy rồng là chúng ta sẽ nâng cấp lên cái mũi khoan luôn bạn. Đấy, đã nâng cấp này, nâng cấp một lèo luôn. Ôi, tụi gì nhỉ. Rồi, ok. Ui, rồi đào một lúc thôi. Đào một lúc thôi là đã. Đấy, chưa gì núp đã được con này. Ui, đồ nâng cấp lên luôn như rồi. Ui, ngon ngay bạn, uy tín liền. Chó luôn. Uy tín liền, được cái mũi khoan liền các bạn này. Mũi khoan Emerald 1x2 liền, drill. Ui, giời ơi, đấy. Trời ơi, mũi khoan này khoan rồng. Cho hít kém một tí thôi, hít kém một tí thôi. Đấy, một tí thôi. Đây. Này được, được có lõ luôn. Đi đây, đi khoan rồng. Được chưa? Khoan rồng. Chứa một cái nữa đi. Đây. Rồi, ok. Ok nha. Ai, trời ơi, không đủ. Thế thì nâng cấp gì anh? Thiếu à? Nâng cấp lên cúp kim cương thôi. Lên cấp kiếm thôi xem nào, kiếm bên này xem. Cúp kim cương tưởng từ nhặt từ nãy giờ đủ rồi, thế nên tôi thấy nhặt nhiều lắm mà. Kiếm ở đây giờ. Chưa đủ à? Ok, để lúc nâng cấp thêm mũi khoan tiếp theo đấy. Đắt lắm. Ăn nên làm da luôn các bạn ơi, xịn luôn. Ai? Ui, chết dở rồi. Quên mất là cái này cần 32 block, nó đâu phải là
Thôi ôi cái này 32 block các bạn ơi. Oh my god. Mình có nên nâng cấp không ta? 32 block mỗi lần nào này được một block. Cái này là 4x2 cơ mà, rõ ràng là 32 nên không nhỉ? À, còn nên không các bạn ơi, à, 32 vanh được 10 rồi này. Đâu vanh được 10 block rồi. 1 rồi. 12 rồi. Được thế được gộp vào để nâng cấp lên. Đây nút được 16 này, 17 này, giữ 18. Cái động này. Đấy vứt đây cho nút để nút nâng cấp. Chúng ta vanh được 15 rồi. Đào vào đây. Để nâng cấp lên cái mũi khoan xịn sỏi nhất thì mình nghĩ rằng là lúc đấy là chúng ta có phúc cùng hưởng. À, hay bây giờ là đang gặp không khó khăn từ, thì tự chịu. Đấy không có họa. Trời ơi. Là vanh tự chịu. À vanh chịu chứ nó không chịu. Đấy, ui rồi ôi vanh ơi đây. Phúc cùng hưởng ở đây. Ui rồi đấy, hưởng đi vanh. Chết thôi. Đấy đã bảo rồi mà. Đấy. Cấp lên cái mũi khoan. Đây, ok để núp nâng cấp cần 64 block các bạn này. Đó, hồi ôi, ngon ngay, hồi ôi đấy, có phúc là hưởng nhau liền. Mua kiếm đánh cái rồng. Mua kiếm này để núp sẽ test thử xem cái mũi khoan nào. Ui dồi ôi, mũi khoan này nhanh lắm. Ui, mũi khoan ruby các bạn ơi. Ui dồi, ngon. Rồi, núp đào một cái phun dương đồ luôn rồi. Cười thật sự bạn ơi. Đào một cái sẽ phun dương đồ rồi. Con rồng. Ui, thôi mình đi đánh rồng cái đã nhờ. Rồi. Ôi, nhiều tiền để làm gì. Giết rồng được 38 mảnh. Wow, 38 mảnh. Ua, xin đây. Rồi nhưng mà chắc chắn là không. Ôi, đi đào ngon hơn, đi đào ngon hơn. Đi đào ngon hơn. Đi đào ngon hơn rồi. Rồi đấy, câu phải rồi đấy. Câu của Zeno nó chí phải bạn ơi, đi đào xịn hơn. Ui giời, mình đào một lúc thôi mà được cả mấy sà tách này, phun dương này thoải cả mãi luôn. Tiền đến bung xoẻ. Ờ, có chơi súng luôn nào. Wow. Ua. Đây, mình ra đổi xem nào. Ui, đủ nhiều tiền lắm rồi các bạn ơi. À, nâng cấp lên áo giáp đấy nhở. Ui dồi ôi, áo giáp xịn thế. Ui, được của nó luôn. Đấy, mặc vô bạn ơi. Ui, thôi. Đỡ phải mất công nâng cấp đi. Nâng cấp lên VIP luôn các bạn ơi. Đằng nào cũng mất công rồi. Đây là áo giáp và gọi là Samurai bạn ơi. Ui, Samurai. Cái này đồng khỏe lắm. Hình như là mình chưa nâng cấp Khang ơi à, cần block các bạn ơi. Ui. Sao mặt anh thui vậy? Ở đây block đây, block đây. Ủa sao lúc có block rồi mà không nâng cấp được ta? Cái đâu. Ui. Ô cái này hình như là cái bộ a, à, bộ ủa, cái này giống nhau mà. Tự nhiên đâu mình thử đúng rồi. Em mua bộ mới rồi. Bộ nút mặt vô nó có mùi rồi. Tào lao. Đà đây rồi các bạn, nó phân tách ra. Ui. Mình chọn bộ nào nha, 29 cái này, 37. Ui cái này cái 29 xịn luôn. Này thế Vanh thích mặc cái bộ này không, núp cho này. Còn rồng này chắc đây dùng súng rồi. Hàng thừa. Ui. Đâu có đi. Mình nâng cấp cái này bạn ơi, sang xịn mịn cái này, xịn lên rồi. Nó chia ra hai loại bạn ơi, cái này là 33, cái này là 24, cái này kiểu như là giáp xịn nhưng mà độ bền thấp. Ui, núp thấy thế nhiên là vừa chạy qua đây phải không ta? Ờ chắc là mình nhìn không đâu. Có thanh niên Zeno kìa. Ui thanh niên đột nhập. Mặc cái quả điện tử nha, mình nâng cấp kiếm laser. Láo thật dám qua đây. Chúng ta nâng cấp ạ. À hả. Đây là gì đấy thanh niên này, nhà của ta mà. Nhà của ta mà. Ui đây. Ui đây. Ui đây làm sao như nào. Ui mình nâng cấp lên kiếm laser tiếp theo bạn ơi. Tính ra là có màu trắng, màu vàng, màu cái này màu gì đây. À, màu hồng hay màu tím các bạn ơi, màu xanh này. Ui một con rồng được 15 vậy. Ui chính ra ít thế. Ấu em 3 máy. Rồi ok. Ui nâng cấp lên laser mạnh nhất luôn bạn, màu đỏ luôn. Ui căn bản là có cái mình có cái mũi khoan xịn nọ. Ui đâu để núp thử xem là con rồng nó sang xịn mịn không. Rồng chúng tôi dùng súng mới giết được rồi. Ui đâu chém 3 cái chết này. Này, chém 3 cái chết quen rồng này. Ui. Cái này được 20, tính ra được núp được bao nhiêu? Ui, 15. Ôi chung hên xui như random ra núp được 15 này. Con chùi đấy. Random này đó, lâu lại lên 50 này. Ui. Ui mấy con rồng chết queo hết rồi các bạn. Ui xin chưa. Mấy con rồng nó nằm mà nó vẫn giết được mình nè. What? À đây, con rồng nó chết rồi bạn. Vô lý thật sự. Không đấy, nó giả bộ. À. Nó giả bộ để mình không bắn đó. Trời, ui mấy con này. Ui này. Đúng các bạn, rõ ràng là nằm bẹp thùi lùi đây mà nó vẫn có thể là đánh được các bạn. Vô lý dã man luôn bạn. Láo với chú vừa. Vẫn chạy à? Chạy đi, không lừa được mình các bạn. Mình nâng cấp súng à? Nâng cấp súng nó sang bắn mấy thanh niên kia luôn. Dạ là cái đánh rồng này đúng kiểu là nó mạnh, nó khỏe dã man luôn nhưng mà được ít lắm. Mà ít quá.
thôi đi đào cho chắc ăn, đào vẫn ngon hơn. À thế à, thấy thanh niên đào hết rồi. Rồi, trời ơi. Đấy, nó cũng đi nâng cấp súng đã. Không thấy thanh niên, ua. Chắc cũng có cái ấy ở mũi khoan rồi, Zeno đào một đường thẳng tắt qua đây này. Zeno đeo cái nón không thấy mặt luôn rồi. Em mặc mũ gì đấy. Ai à, ai, bắn em, ui, đau quá, ai, ai đau, chả mất tí máu nào luôn, ui. Đó, không bỏ gần được, làm sao? Ôi ôi, ôi, đàn, đàn. Đợn, đợn, ui. Đâu, cứ tưởng là Zeno. Được, tưởng, 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 bắn em. Súng không phải mạnh nhất ở trong này đâu, kiếm kiếm của ta mới mạnh. Đổi đồ đã. Đổi đâu, đổi đâu. Chả mất tí máu nào luôn bạn. Ai, ai, thực ra thì đau đấy, đau đấy. Ai, 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 ui dạ. Ôi sao bắn cái thang á. Có gì mà. Bắn được bao nhiêu, bắn được bao nhiêu. Hết đạn chưa? Ai à, hai em ra tay. Nhờn, nhờn. Ôi ôi, gần nét bộ giáp luôn kìa. Kiếm mạnh đây. Đấy đi. Bành 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 bành. Cho thằng đổi đồ rồi. Nào, 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 nào. Đổi đồ quéo thôi. Đi đi này. Không bằng bút thôi. Đi, đi, đảo thật sự. Ây à, trời ơi, chưa kịp đâu. Ai nghiêm cấm hành vi support ra bên team của lúc rồi để đổi đâu. Ờ, chết queo rồi. Rồi, banh ở đây xử lý với ông mà đi. Xử lý với thanh niên đây để lúc banh, banh, gấp súng bạn ơi. Ây à. Tính ra súng bắn bằng trả xi nhê luôn bạn ơi. Bộ áo sáp ui, cái gì ấy? Thế này là dịch chuyển. À, với thế lại dịch chuyển khiến mình bay qua đây bạn. Nhờ, nhờ, nhờ. Ôi dê đồ, dê đồ, dê đồ. Bộ này vẫn bắt đầu đây nhờ. Kỳ lạ thật. Dê đồ, dê đồ. À, Đức cũng có bộ này. Ui, thế thì ra kiếm này mạnh lắm. À, vay vay dạ. Cho mấy thanh niên kia ấy nhá, đổi thanh kiếm laser, laser mạnh lắm ấy, đừng cho đổi. Cho bác mình gọi là đổi đồ đi luôn rồi. Cho bác đổi đi đi. Đây để núp dài nâng cấp súng bác. Sao bác này nhấp nháy lửa lửa đi này. Này bạn này. Ờ, bạn tính bạn ra là cái đồ này cũng vỡ được nha. Đúng okay. Rồi, nó sắp nát rồi. Đây, mình sẽ nâng cấp súng các bạn này. À, xem súng này hôm nay nó xịn sò. Nên mình thấy là thanh niên Zeno ấy bắn mình là không xi nhê rồi đó. Cái này gì đấy, lục vàng à? Ui, sao hai khẩu lục vàng đây này? Hai tay luôn. Ui, hai tay hai súng tung hoành khắp nơi. Xịn thật sự. Ây da, rớt cái kiếm đâu. Ui dồi. Ui, súng vẫn mạnh ghê thế à? Ui, xịn thật sự bạn. Súng bờ lại gì? Súng mạnh nha. Dồi ủa. Thanh niên này bị bắn lát hết đồ. Anh cầm súng đâu đâu? Có cái súng mạnh à? Đâu đâu, đợi nha, mình chắc là bằng cân rồi. Mình chắc là đổi luôn cái súng cuối đi. Ok. Ok, súng này. Công phá nha. Là bạn này, ui khẩu này cũng hay này các bạn. Xịn thực sự. Này, chúng ta sẽ đổi mấy cái súng bỏ qua mấy súng này đi bạn. Đổi đồ đứng dậy đi. Anh đổi đồ đứng dậy đi. Anh đổi đồ đứng dậy đi. Anh đổi đồ đứng dậy đi với chúng tôi à? À, lấy đạn bạn ơi. Energy Shield là cái đạn của đây ạ. Bắn đâu qua đây, bắn đâu qua đây. Ok. Tấn công. Ok. Ai nhờ bắn được Vanh, phải Vanh không? Ờ, Vanh. Ui dạ. Có chỉ vậy đâu. Sao bắn chết cao mà không chết Vanh nhờ? Nhờn. Đúng rồi. Ui, ui. Nhờn, ui, tốc hơi luôn. Ui, nó hơi quá. Kéo lây ra cái gì? Bốc to bốc hơi dòng luôn. Lây ra, kéo lây ra. Ui. Ôi ôi. Bắn một cái chết luôn à. Quẹo rồi. Để chém cái kiểu laser nào. Qua đây, solo kiếm này. Ủa đâu rồi? Nó cứng đâu nhỉ? Kiểu laser. Tên đi kia còn không có giáp à? Tên đi giáp đâu không mặc vào. Bắn giáp rồi kìa, chứ đâu. Banh bắn nát rồi. Trời luôn, chết bác đổi đồ quá rồi. Có được đổi đâu. Trời luôn, còn đúng cái nền. Ôi ôi, không đổi được rồi, bác đổi đồ quen rồi. Trời luôn, chú mạnh ra mà luôn bạn ơi. Anh ơi đứng dậy đi. Rồi cho Vành đây đã, mình đi về mình đổi thêm mấy súng khác nữa bạn ơi, xem. Súng này tính ra là 12 đam, nó có 12 đam thôi mà, mạnh gì. Về đi Vành. Ôi. Các bạn được cái là vũ khí cái tầm xa mấy thanh niên. Ui giời ơi, nó nghe. Đâu. Nó về xem là còn súng gì chúng ta. Súng này thì ui. Đây là X5 này, shotgun ấy bắn không energy này. Đúng. Khẩu này có vẻ nhìn chất lượng này 30 đam lận. Ok, nhưng mà phải sát thương tổng các bạn ơi. Sát thương tổng là 30. Gì ấy? Nhân dân của mình. Ờ cái này là 10-8. Ôi. Mua cái nào á? Cái gì? Cái blast shotgun ấy, khỏe mà. Ờ đây để núp ra núp kiếm tiền á, núp bắn cả khẩu Scalar lẫn thêm một khẩu nữa bạn ơi. Mình sẽ đổi hẳn 3 khẩu luôn. Ê, nghe tiếng súng à? À đấy là Vanh. Thảo thiên nhiên rảnh thật sự. Giật của mình. Này,
Đây chắc là lần này là lần cuối cùng mình mua cái súng cho bạn, xong rồi sang bên kia tẩn cho mấy một trận. Ôi giời. Sống súng này chắc đồ là thua bạn này. Bây giờ là ui. Hơi luôn. Thế trả rồi. Thôi đổi nhầm rồi. No. Đấy, vừa nói xong thôi, lỡ rồi bạn ơi. Lỡ chúng ta phải đổi luôn bản ba khẩu thôi, biết làm thế nào được. 4 khẩu. Đây. Cày thế nhỉ? Không để ý. Ê, nhầm, cháu nhầm, cháu xin lỗi. Con rồng giả chết. Con này có 2 mà. Sao mày? Mày thì vẫn đi đánh rồng ạ. Trời ơi, sao mấy bác đổi đồ cháy queo rồi. Anh phanh cái đều lắm anh. Trời ơi, mắt trong đổi đồ thôi. Nhảy đổi chét luôn rồi. Không, đấy, không mà đổi. No. Đây. Ok, khẩu Scalar này. Tiếp đến là khẩu đây, shotgun blaster. Ở đây mình tính ra mình vẫn đổi được mà nhỉ. Ôi giời ơi. Rồi. Bắn luôn thôi thôi các bạn này. Đây. Vậy đi mấy. Cái này energy là không? Cái này là vậy thôi, chặn cửa vậy thôi, chặn cửa để đổi đồ chứ. Đổi sao? Energy. Ok, còn cái này là băng đạn này. Đây. Đi đồ các bạn ơi. Quên mất. Cái này bao nhiêu đạn đây? 10 đến 12 đạn à? Ui, cái này không nắm luôn này. Trời ơi, sọt gắn đấy, phải bắn gần mày ơi. Sọt gắn đây, sọt gắn năng lượng đây. Bắn. Ui, ủa, gì kìa, đừng chết ta. Ghi lạ thật. Vang vỡ đồ này. Này à, đủ để vớt được cái anh bay ơi. Tới đây. Đây là làm sao mà qua được. Mình bắn khẩu hợp lý, hợp lý. Sao Khang lại dịch chuyển về nhà rồi? Ai biết đâu. Ai biết đâu. Chuyện bị dịch chuyển cũng hiểu luôn. Ai biết đâu. Hả? Để núp đổi lại cái set đồ của bạn này. Ha. Thì nhiều lắm. Đây bắt đổi đồ. Đến giờ các bạn ơi. Bê phải cơ hội chỉ có một đôi bạch phá vỡ đầu với tinh đây này, bắt đầu hành cho mấy em biết thế nào lên độ. Lên độ vỡ rồi. Đây mấy tay. Đúng. Rồi, mấy cái gì đấy? Cảm ơn tình kiến của này. What happened? Ui. Rồi, đến giờ vỡ hết đồ rồi. Đến giờ hành quyết rồi. Đâu, đi dùng kiếm kìa. Đi rồi. Dùng kiếm. Ui giời. Ai lại còn thay đạn là lúc này nữa. Ai vành chết quèo. Thấy ạ. Rồi đi đâu rồi? Tới đi. Đúng rồi, còn một tí rồi. Còn một tí. Ui giời, thay mất mấy cái làm mất rồi nhanh quá bạn. Cái súng này mạnh quá. Sao tải chạy ngay người băng chạy. Qua là hủy giáp ghê thật các bạn. Rồi trên đó không còn cái gì luôn rồi vậy đâu ơi. Còn cái nịt, còn cái nịt rồi. Còn cái nịt nè. Không rồi, giáp sắp nát rồi vậy đâu. Còn cái nịt nè. Giáp bét tôi còn đâu. Còn cái nịt nè. Gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ui. Nhân. Băng này. Nhân. Đi cờ đêm không mình rồi kìa. Đâu. Tiếp với đồ bạn này. Ui. vẫn còn hay đâu rồi mới thế nhiều. Ê what chưa kịp làm gì luôn, đổi đồ lẽ chứ thôi, muốn đi chứ đâu để đổi đồ nè. Đổi đây này, dùng kiếm không đánh được thì dùng kiếm ui kiếm đi dùng kiếm mà được đâu. Chậm kiếm giật chết mày, đổi đồ mày sang qua đây này mày. Kiếm cuối luôn. Ôi bình tĩnh ai à ta. Ai đậu á gì kìa? Xây trường anh ơi. À Khang ơi. Mày mua đâu nhờ? Mày đi gọi mày đi. Mày bảo mày xây trường. Xây trường mày chưa
Ui ôi, Zeno giờ chỉ nút bao nhiêu rồi. Nút à, nút này. Rồi luôn. Bạn còn cái mũ luôn. Hỏi tay quá bạn ơi. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã tham gia xong cái cuộc chiến đào bảy rồng rồi. Đấy các bạn thấy không? Uầy, tính này kiếm dây chơi rất là mạnh nha. Nhưng mà súng cũng mạnh không kém các bạn ạ. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team. Ấn đăng ký hộ nha. Và đừng quên là comment các bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.